Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì tôi đang ở khu công nghiệp của Yên Bình. Tôi sẽ chia sẻ cho quý vị về cái vấn đề là các nhà đầu tư còn đến đây để đầu tư nữa hay không, hay là các nhà đầu tư bây giờ đang đi ngủ rồi. Đối với tất cả những cái giá trị đầu tư về bất động sản ở khu vực Phổ Yên, thì những cái lúc đất sốt vừa qua thì quý vị thấy được rằng là khi đến với khu vực Phổ Yên, quý vị chỉ đi gọi là có khi là chỉ vài phút thôi là đã gặp người kinh doanh đầu tư đi tìm đất rồi. Tóm lại là trong một ngày quý vị đi trên các cái cung đường ở khu vực Phổ Yên, quý vị có thể gặp hàng chục, hàng vài chục người đầu tư về bất động sản. Một số thì buổi sáng ra ngồi tụ tập ở quán cà phê, một số thì tụ tập ở những cái các cái văn phòng, đúng không ạ, để tìm hiểu về bất động sản, để lắng mắt về bất động sản, để đầu tư về bất động sản. Thế còn đến bây giờ thì sao? Hiện tại đến bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là các quán cà phê cũng chỉ còn lác đác một vài người, đúng không ạ? Thứ hai nữa là các cái văn phòng cũng rất là thừa thớt. Tí nữa quý vị sẽ đến cái khu vực của Hồng Tiến này, chúng tôi sẽ lướt qua cho quý vị xem. Mọi lần chúng ta đi qua cái khu vực Hồng Tiến này, các văn phòng bất động sản ở khu vực này luôn luôn là đông kín xe, luôn luôn là có rất là nhiều anh em đến đây để tham khảo cũng như là nhìn nhận, tìm hiểu về bất động sản. Nhưng thực tế đến bây giờ thì ngay hôm nay cũng là ngày Chủ nhật, một trong những cái ngày mà có thể được đánh giá là bất động sản sẽ đông nhất, đúng không ạ? Nhưng quý vị sẽ nhìn thấy bất động sản hôm nay nó có những gì, chúng ta sẽ đảo lướt qua, chúng ta sẽ thấy đây những văn phòng bất động sản thì đều gần như là không có khách mấy. Đấy, đây một văn phòng bất động sản trước mặt này cũng vậy, mỗi lần thì rất là đông, bởi vì đây là một trong những cái dự án đấy chúng ta được nhìn thấy. Rồi chúng ta lại tiếp tục vòng vào đây, rất nhiều văn phòng, đúng không ạ? Đây là cả một cái dự án của Hồng Tiến, dự án đấu giá, đúng không ạ? Rất nhiều các văn phòng nằm ở đây. Thế nhưng mà với cái giá trị đầu tư, cái giá trị con người, cái giá trị mà đến để mà tham khảo, thì đây quý vị nhìn này, lướt thướt gần như là không có, đúng không ạ? Mà trước đây thì quý vị thấy không ạ, khách đông nghịt ở khu vực này, xe cộ quý vị đi lại quý vị sẽ thấy. Đấy. Và đến bây giờ quý vị nhìn thấy không ạ, lác đác. Đấy. Chúng ta đánh dấu được ngay rằng cái giá trị hiện tại bây giờ đất nó chững, đúng không ạ? Chúng ta nhìn như vậy thôi chúng ta đã thấy rồi. Đấy. Thế thì người đầu tư đâu hết? Người đầu tư chạy đâu hết rồi? Tất nhiên là cái vấn đề đầu tư bây giờ thì vẫn còn rất nhiều nhà đầu tư, người ta đang tìm đất, nhưng người ta không có quyết ngay, người ta không có mua ngay như trước đây nữa, người ta không có vồ vập. Bản thân bây giờ người ta tìm đất, người ta rất là cặn kẽ, người ta tìm những cái khu vực, tìm những cái mảnh đất mà giá thành nó vẫn còn hợp lý, người ta vẫn đầu tư bình thường. Đấy. Còn bây giờ thì những cái khu vực nào mà giá cao rồi thì chắc chắn rằng là sẽ rất khó bán, rất khó bán, bởi vì các nhà đầu tư bây giờ đang rất là cầm chừng. Đây còn rất nhiều các cái văn phòng đấy, quý vị thấy không ạ, bên đây trái này gần như không có một bóng người, bởi vì cái lý do mà tôi cũng đã chia sẻ cho quý vị rồi, đúng không ạ? Điều đó là cái điều rất thực tế, cho nên là trong cái lúc mà đất sốt thì rất nhiều nhà môi giới, những nhà hợp tác mở ra văn phòng, đúng không ạ? Đấy, mở ra văn phòng bất động sản. Thế nhưng mà đến những cái lúc mà nó khó khăn ấy, những cái lúc mà nó không còn một cái sự giao dịch về bất động sản nữa, thì là các văn phòng sẽ
không còn khách, ít khách đến, cho nên là người ta cũng thấy được rằng là cái sự đầu tư hiện tại bây giờ nó đang bị im ả rất là nhiều. Cái lý do im ả thì nói đến bất động sản thì chắc là nhiều người cũng đã được tham khảo ở nhiều câu chuyện rồi, từ quyết sách của chính phủ, từ cái thắt chặt của ngân hàng, từ cái sự giá đất nó vừa rồi 2 năm nó tăng trưởng quá mạnh, đúng không ạ, cũng đến một cái ngưỡng nào đó mà người ta phải dừng lại, đúng không ạ. Thế cho nên là cái đấy cũng là một trong những cái làm cho cái giá trị của bất động sản nó phải đứng lại để nó nhìn lại cái thị trường, kể cả với chứng khoán cũng vậy, một lúc nào đó nó phải dừng lại, đúng không ạ, chứ nó không thể tăng mãi được. Bất động sản nó cũng không khác gì tất cả các mặt hàng. Nếu chúng ta được đánh giá về kinh doanh thì tất cả các mặt hàng, không nói đến mặt hàng nào mà nói đến tất cả các mặt hàng, không có mặt hàng nào là mãi mãi là cứ lên lên đỉnh, cứ lên lên mãi, đúng không ạ. Nó sẽ phải có một cái điểm để nó dừng lại. Còn chúng ta là nhà đầu tư, dù đầu tư bất cứ một cái sản phẩm gì thì chúng ta cũng phải nhìn nhận được, đúng không ạ, tăng ở cái tầm nào, đỉnh ở tầm nào và giảm ở tầm nào, đúng không ạ. Đấy là cái mà những nhà đầu tư chuyên nghiệp người ta phải nắm bắt được. Còn nếu như không nắm bắt được những cái đấy thì đầu tư nó sẽ rất là mù quáng. Một là chúng ta sẽ dính vào bẫy về cái giá thành đấy, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Thế cho nên là cái vấn đề mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị, để cho quý vị thấy được rằng là khi chúng ta làm bất cứ một cái vấn đề gì về đầu tư thì chúng ta cần phải khẳng định được, đúng không ạ, thì chúng ta đầu tư rất là yên tâm. Bản thân chúng tôi thấy là có rất là nhiều các nhà đầu tư người ta rất là giỏi, người ta biết thị trường, người ta có cái tin tức của thị trường để người ta vào ra các cái mặt hàng và người ta thành công rất là lớn. Có những người thì vừa rồi chơi lan, người ta thắng lan rất lớn, người ta quay sang người ta làm bất động sản. Người ta quay sang người ta làm bất động sản và người ta đã có một cái khối tài sản nhân gấp bội lần. Điều đó là cái điều mà người ta xoay chuyển được giá trị của họ, đúng không ạ. Còn những người nào mà chơi vào lan, cứ lao vào lan, lao mãi vào lan, đến một lúc nó lên đỉnh và đến lúc nó tụt xuống thì đó là cái giá trị mà họ phải gánh, đúng không ạ. Điều đó là cái điều mà khi mà đầu tư người ta nắm bắt được cơ hội thì người ta sẽ thành công rất là lớn ở cái điểm đó, đúng không ạ. Đấy là cái giá trị mà họ có cái thành quả người ta nghiên cứu, người ta nắm bắt được. Đấy. Vừa xong thì chúng ta thấy được rằng là hiện tại như bây giờ chúng ta đang đi ở trên trục đường 261, quý vị thấy không ạ, mọi lần trên trục đường 261 thì nói đến cái người đi tìm đất luôn luôn chúng ta gặp phải. Đấy. Người đi tìm đất, người môi giới đất ở cái trục đường này rất là đông. Thế nhưng mà trong cái buổi sáng hôm nay thì chúng ta chưa gặp một ai hết, đúng không ạ. Các văn phòng thì lạnh tanh. Điều đó là điều mà chúng ta chỉ cần nhìn thôi chúng ta cũng đã biết rằng là cái thị trường hiện nay nó đang bị im ả, đúng không ạ. Chúng tôi nói nó im ả là chúng tôi nói với quý vị để cho quý vị nắm bắt được rằng là nó thực sự là đang ở một cái giai đoạn người ta đang nhìn nhận. Đấy. Cái việc giao dịch bây giờ nó còn rất là ít. Tất nhiên là vẫn có giao dịch. Tỷ lệ giao dịch bây giờ nó chỉ đạt lên tới 10% thôi. Đấy. Giờ những cái lô giao dịch mà người ta mua bán hiện tại bây giờ là những cái lô nó tuyệt đẹp, giá thành nó lại rất là hấp dẫn. Đấy. Cho nên là chính những cái điều đó là cái điều mà người ta bảo là cung ấy mà nhiều hơn cầu ấy, thì đương nhiên là cái người cầu ấy, người ta phải lựa chọn hàng trăm lô đất thì người ta mới mua một lô, nó là như vậy, đúng không ạ. Thế cho nên là hiện tại bây giờ ấy, nếu như quý vị nào có tiền, quý vị để ý xem, sẽ có rất nhiều các lô đất xuất hiện, và những lô đất xuất hiện là những lô đất để cho quý vị có cơ hội đầu tư mới, và những lô đất đó sẽ đem lại cái giá trị lợi nhuận cho quý vị rất là nhiều.
Bởi vì nó sẽ lặp đi lặp lại cái cơ hội để cho chúng ta biết được rằng là khi đã đầu tư vào bất động sản chuyên nghiệp thì cơ hội lặp đi lặp lại là một cái chu kỳ đầu tư hoàn hảo, làm giàu cho những người mới, đúng không ạ? Những người nào không cầm trịch được thì người ta sẽ phải bán đi, và những người mới sẽ lại lên ngôi. Đó là cơ hội, đúng không ạ? Kể cả tới đây đầu tư về chứng khoán cũng vậy. Chúng ta thấy được rằng là chứng khoán là một trong những cái giá trị đang bị tụt dốc, và một ngày nào đó nó sẽ xuống đến đáy. Khi xuống đến đáy rồi thì lại tạo cơ hội cho những người tiếp theo để người ta lại vớt từ đáy lên đến đỉnh, đúng không ạ? Điều đó là một chu kỳ mà. Cho nên là anh em chúng ta đi đầu tư, chúng ta không ngại bất cứ một vấn đề gì, chúng ta không lo lắng bất cứ một cái tình huống nào. Bởi vì nếu chúng ta lo lắng là chúng ta chưa nắm bắt được cơ hội, chúng ta chưa hiểu hết được về chu kỳ đầu tư thì chúng ta sợ, chúng ta lo lắng. Còn nếu như chúng ta đã nắm bắt được chu kỳ đầu tư, nắm bắt được phương pháp đầu tư thì chúng ta không có gì để mà ngại cả, đúng không ạ? Cho nên là trong rất nhiều các video mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị rồi, sống của người này thì lại chết của người kia, mà chết của người này thì sống của người kia, nó lặp đi lặp lại như vậy. Và những người giỏi vận dụng được lý thuyết, vận dụng được thực tế thì người ta sẽ là người rất thành công. Người ta có thể bứt phá được cái giá trị, đúng không ạ? Đầu tư như vậy. Và chúng tôi thì luôn là chia sẻ cho quý vị, để cho quý vị thấy được rằng cái giá trị thực và cái giá trị ảo nó đang là